Vừa qua, tại hội nghị phối hợp công tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường và vỉa hè trên địa bàn để buôn bán làm bãi đậu xe. Trả vỉa hè cho người đi bộ là giải pháp quan trọng không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn để xây dựng thành phố khang trang, trật tự, văn minh, có chất lượng sống tốt. Tuy nhiên, một số ghi nhận của camera cận cảnh thì tình trạng nuốt chửng vỉa hè vẫn chưa hề được cải thiện và có phần nan giải. Ủ hoài cái lát thì đi ra đó, tới dọn ra nay đỡ rồi đó, nay chủ nhật á đi rồi phải thứ sáu thứ bảy đông lắm. Hầu như là đi ngoài đường lúc nào cũng gặp người đi dưới lòng đường, tại vì trên lòng đường là rất nhiều quán hay là thậm chí là xe đậu. Những chiếc xe nằm hiên ngang và ngay ngắn ở trước mỗi cửa nhà, mỗi cửa hàng và mỗi vỉa hè trở thành những bãi để xe như thế này đây. Dù luật giao thông đường bộ đã quy định, từ lâu lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, không được để phương tiện giao thông ở lòng đường hè phố trái quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, lòng đường và vỉa hè ở hầu hết các con đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị xẻ thịt để làm bãi đậu xe, mở hàng quán, chất vật liệu xây dựng, dựng bảng hiệu quảng cáo. Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, vừa không an toàn lại vừa vi phạm luật giao thông. Anh có biết là mình dừng ở đây thì người ta thường phải đi vòng xuống thì rất là nguy hiểm không? Cũng có, nhưng mà trong thành phố không có chỗ đậu xe thì nó cũng hơi khó khăn cho một số người lái xe. Ví dụ đi qua, bây giờ mình đi ngang qua lòng đường, lề đường, mà trên vỉa hè bắt buộc mình bước xuống mình đi lên, nhưng mà xe phía sau đi lên người ta cũng rất là đông, chen chúc. Rồi trong khi đó là cọ quẹt vào mình thôi. Hàng hóa xe cộ được bày bán khắp nơi, chiếm dụng mọi khoảng trống của vỉa hè, nên người đi bộ và du khách chỉ còn cách lang thang dưới lòng đường. Liệu chăng những người khách nước ngoài này có vi phạm luật đi bộ một cách vô tư như thế này khi họ còn ở quốc gia mình? Trên thực tế, thành phố đã có nhiều giải pháp được thực hiện để lập lại trật tự lòng lề đường, như kẻ vạch sơn trên vỉa hè, phân định chỉ được đậu xe máy phía trong vạch sơn, cho phép đậu ô tô dưới lòng đường có thu phí ở một số con đường ít xe lưu thông. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những giải pháp tạm thời, chưa mang lại được hiệu quả triệt để. Những quán lề đường chúng ta nên dời qua một địa điểm khác, ví dụ như làm một khu phố dành cho người bán đồ hàng. Nghĩ là nên có một biện pháp mạnh như là dọn hết các quán và nên mở một khu đường riêng để gọi là dành cho đường ăn vặt. Nên không nên lúc ở đâu cũng mở, vì hầu như tụi em còn đi đâu dưới lòng đường đều không. Mình nghĩ là sẽ làm được cái điều đấy mà được lòng dân hơn khi mà sẽ gom tất cả những cái, nghĩa là sẽ tạo một cái nơi để người dân có thể buôn bán thuận tiện, phù hợp với những người hoàn cảnh khó khăn. Thiết lập trật tự văn minh đô thị là việc làm cấp thiết của các ban ngành chức năng cũng như ý thức của người dân nhằm trả lại vẻ đẹp, nét thanh lịch, văn minh cho thành phố. Việc giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, tăng cường các yếu tố kỹ thuật như hệ thống biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu, sơn kẻ vạch, làn sang đường, tuyên truyền phổ biến ý thức người dân về tuân thủ các quy tắc về trật tự an toàn giao thông ở người đi bộ để hướng đến một giải pháp bền vững. Thảo có thấy là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tràn lan đã không còn là chuyện nhỏ khi nó không chỉ là mất mỹ quan đô thị mà còn đang ngang nhiên tước bỏ quyền đi bộ đúng luật. Đúng rồi, hầu hết các vỉa hè đều được thiết kế khá nhỏ nên là chỉ cần một vài người lấn chiếm thôi, có thể dựng một vài chiếc xe để một vài cái ghế thì đã không còn thấy vỉa hè đâu nữa rồi. Và đặc biệt Thảo thấy cái điều này nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Tình trạng này cũng khó giải quyết lắm Ngọc, không phải là một nơi một chỗ, đường nào cũng vậy. Trước đây chúng ta cũng đã từng nói về vấn đề khó giải quyết về nón bảo hiểm, và tới bây giờ thì nón bảo hiểm trở thành thói quen. Thì bất cứ vấn đề nào cũng cần có thời gian ban đầu, và thời gian ban đầu khó thì từ từ nó sẽ không còn khó nữa và nó trở nên dễ, và mọi người sẽ hình thành một thói quen là đi bộ đúng luật.
Bởi vì nguy hiểm từ các phương tiện cơ giới luôn luôn rình rập họ, xảy ra chuyện thì ai đúng ai sai. Nhưng mà Thảo thấy đối với tình trạng hiện tại ở Việt Nam á, thì đa phần người ta vẫn có thói quen là giống như khi Ngọc đến một cái cửa hàng, một cái cửa hiệu thuốc Tây thì Ngọc cũng phải dừng xe ở đó để Ngọc bước vào Ngọc mua. Thì nếu mà bây giờ để giải quyết được cái tình trạng này thì phải có chỗ gửi xe hoặc đậu xe thì mình mới có thể mình mua hàng được. Hầu hết tất cả các con đường đều như thế. Thì để giải quyết được cái vấn đề này không phải là một cái chuyện đơn giản Ngọc à? Đó là câu hỏi Thảo nên dành cho tất cả những người đang kinh doanh, đúng không? Thì đâu phải là hỏi Ngọc, Ngọc đâu phải là cái người giải quyết cái chuyện là mình sắp xếp như thế nào chỗ để xe cho tất cả những cơ sở kinh doanh đâu mà. Thảo, tại vì Thảo thấy là Ngọc rất là có nhiều sáng kiến và ý kiến cho cái vấn đề an toàn. Nếu mà sáng kiến của Ngọc, nếu mà Ngọc nói ra cái vấn đề này thì tất cả những người kinh doanh sẽ rất là ghét Ngọc, là tại vì mình đã không có đủ vỉa hè để kinh doanh thì không kinh doanh. À, nghỉ luôn đúng chứ không? Gì đóng cửa luôn thì rồi tức dẹp là cửa hàng đó, rõ ràng đúng không? Khi nào mình tức là khi mà cái cơ sở kinh doanh nó không đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh thì nó sẽ dẫn tới tình trạng mà như Thảo nói. Thật ra thì với một vài cái câu chuyện đùa của Thảo và Khương Ngọc, nhưng mà Thảo nghĩ là cũng đã đưa ra được những cái gạch đầu dòng để những người kinh doanh có hướng giải quyết cho riêng mình để làm sao thuận tiện nhất cho người mua và người bán. Và có những vấn đề mà thường xuyên xảy ra mà mọi người sẽ coi đó như là cái chuyện rất là vô lý. Đó là ví dụ như Thảo đang đi ngoài đường, Thảo đang đi trên vỉa hè, Thảo thấy có những người lấn chiếm lòng lề đường, thì cái người quyền ưu tiên là thuộc về người đi bộ, đúng chưa? Thảo sẽ dừng lại, Thảo nói là anh ơi, đây là vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhưng mà thì người thử ta sẽ đi cười vô mặt Thảo. Nhưng mà thử đúng rồi, nếu mà Ngọc nói câu đó thì Ngọc trở thành một cái người rất là khác lạ chứ không phải là người bình thường. Nhưng mà Ngọc hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, giống như là Ngọc đã từng hy vọng và có rất là nhiều chuyện được xảy ra, thì bây giờ vỉa hè dành cho người đi bộ sẽ được ưu tiên.